Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay đã là 30 Tết ha. Và mình đang đi dắt con Asus Zenfone Max Plus 11 để mà đi quay thăm lắp. Đó, hộp mình sẽ cho bạn xem. Thì nói chung là năm nay thì được cũng có mà mất cũng có. Mình thấy thì năm nay thì nó có nhiều những cái hay, những cái cũng dở ngương. Đấy, thì thế là hay là đêm 30 rồi. Cho nên là đường xá người ta bây giờ là ta cũng tranh thủ là bán cho nó kịp tết luôn, để tết cho nó ngon. Ok. Thì không biết là các bạn đã có đi cái đường hoa Nguyễn Huệ chưa? Tuy nhiên thì cá nhân mình đánh giá là cái đường hoa năm nay nó không đẹp, tức là nó không có nhiều những cái mới, tức là họ vẫn đem những cái đồ của năm cũ họ làm lại, cho nên là mình thấy là năm nay là cái đường hoa nó không có được đẹp bằng. Ok. Thì hôm nay là mình không có đi một mình ha, chỉ với bạn mình đây, mình đây. Đó. Và nó cũng chán. Rồi, nói chung là nội dung chính ngày hôm nay á, là mình muốn cho các bạn xem những cái video thăm lát mà mình quay bằng con Asus Zenfone Max Plus 11, xem coi là nó như nào ha. Đi một vòng. Sao? Để thấy sao hả? À, xong giờ tôi đi tôi nhiều quá thấy thế quan gì mà cái quan trọng thấy người nhiều nhất, thấy gì, thấy người là thấy mệt nhiều nhất. À. Ok. Rồi thì clip này thì mình cũng chúc các bạn ha, chúc các bạn đã gọi là theo dõi cũng như là đã subscribe kênh YouTube của mình trong thời gian qua, mình rất là cảm ơn, cũng như mình sẽ cố gắng có nhiều cái nội dung hay hơn nữa để mình đóng cho các bạn xem trong sắp tới. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi lấy xe và mình tiếp tục cái cuộc hành trình là mình đi kiếm những cái góc view đẹp khác để mà quay xăm láp về cho các bạn tức trong tết này. Ok, rồi, chào các bạn. Chào tiếng rồi. Rồi, ok, bye.